Rồi, Roman. Bi em cầm Roman. Quân bên phía đội bạn là gì? Xoay quanh em ơi. Vẫn chưa xoay quân. Vẫn đang đi tìm bãi quả. Rồi, thấy quả rồi, xoay quân đi em. Xoay đi nào. Pơ và phô thì phải. Độc cô cầu bạn anh cầm pơ. Quay sang Tiểu Bạch Long, anh tôi. Hit. Hit và Roman. Bên kia là pơ hình như là phô. Theo tôi nhìn là như vậy. Rồi. Tất tay bài của Bi đi. Tôi đã thấy hai voi rồi. Hai voi của em ở đâu? Tôi vừa thấy rồi. Quân bên phía đội bạn là Pơ và Phô. Theo như tôi soi được. Còn là anh Huỳnh, ánh mắt anh ấy mờ, mắt anh chậm thì các bạn thông cảm. Mắt tôi soi gái, tia gái nhanh lắm. Thao tác mắt rất nhanh. Đã thấy bãi quả. Bài của Roman đã đủ đồ. Ôi mẹ, số 1 50 mày ạ. Vãi luôn. Hơn cả top. Tao thấy số 1 của anh mày còn thấy chưa mày thấy chưa? Ở chung là sao? Tao cái support còn mẹ trí tuệ. Support đôi dừng đào ấy luôn luôn để cho. Đi tưởng nhớ gì nhân tương lai là uống. Ai ăn được? Miễn là sử dụng tiền là chỉ đáng thôi. Một bài là xem nào. Biết kia là gì? Không. Tôi vẫn chưa soi lại được. Bi em không soi quân. Em đã nhìn được quân rồi. Em chỉ soi timeline thôi. Soi chỉ số thôi. Một bài có thể khùng đến từ Roman. Gỗ đầu hơi xa. Bài này chắc vẫn 2-3 dần. Các bạn có thể thấy gỗ của Roman là không phải là vấn đề. Khi gỗ đầu khá xa nhưng Roman vẫn có thể đóng được trước bé ở phút thứ 5. Bài này dò khoảng 10%, 90% đến từ Roman. Trận chung kết trong xe đấu tiên, liệu sẽ giành chiến thắng hay là thêm một thất bại? Các bạn hãy cùng chờ đợi. BB hôm qua em đã quá khổ rồi. Thua 5-1 về xe đã đành, nhưng mà em lại trong cái thời gian thi đấu toàn cầm những quân xấu thôi. Toàn tầm Kata với cả Choson thôi. Thỉnh thoảng liếm qua tí Greg. Quân vậy thì sao mà đánh. Tỷ số đang là 2-2 trong trận đấu đầu tiên. Cắt dần ăn bãi quả 6. Cạnh BB có lẽ là một vài cái ruộng. BG là một vài cái ruộng. Và hướng giữa hai cánh rừng này thì BB, hai cánh rừng già và cánh rừng thông là BB không. Tham lai. Bên kia đúng là phô. Tôi chơi quân rất nhanh. Pơ và phô. Pơ dò khoảng 16% thì phải. Còn phô dò 18%. Theo như tôi nhìn là như vậy. Pơ dò 16% chắc là đúng rồi. Pơ đã lên đời. Một bài kích 9 đến từ Pơ. Không sao. Roman bên mình cũng kích 9. Em tôi Baby Kute. Rồi. Đã không bớt được nhà của mình rồi. Quay lại Ulti, anh đi. Ấy, Ulti, anh đi.
Ôi ôi. Bắt đầu đẩy giò đến từ game thủ cầm Roman. Quay sang một chút thôi. Một chút với Tiểu Bạch Long. 26/36. Ok. Vẫn khỏe. Quay lại với Bi. Gặp nhà nào? Xúc nhà nào? Nhà nào đây? Con giò vẫn đang đi khá ngáo. Rồi rồi rồi. Pơ Hoàng Mai Nhi đã kín chưa? Chưa kín, chỗ này vẫn hở. Con giò đầy đủ công giáp đến từ Bi. Rồi vào đi em. Xúc đi. Thích xong sóc. Thôi xong rồi. Hai tên về. Đúng là trích xong sốc thật. Con giò trích được thằng dân thì sốc luôn. Có cung tê của Quýt. Quýt cầm phô. Tham lai chỉ còn 21/36. Hai con lạc đà. Chỗ này một e đã kín. Ok, một ruộng một e. Không chết rồi, không có gỗ kìa bò em ơi. Rồi cái ruộng cẩn thận bị chém. Cái ruộng kìa. Rồi đã đóng được cái ruộng rồi. Dân của độc cô đôi bạn rồi. Dân đôi bạn em ơi, anh ơi. Thôi én đi. Hai chém đẩy lên. Thôi quay sang Tiểu Bạch Long một chút. Vẫn 26/60. Ăn được con giò của độc cô cầu bại tức Hoàng Mai Nhi. Một bài 2A xong đều. Khá tốn lực. Phải bò bế đâm ra là anh tôi vẫn chưa nâng chặt gỗ. Vẫn chưa có chặt gỗ. Quay sang Bi đi. Chỉ còn 17. Ăn được một tên 5-6 con dân của Hoàng Mai Nhi. Thôi xong rồi. Em tôi đi xa quá rồi. Rồi em may quá. Đã có bánh xe. Thảo Lai vẫn đánh được. Cố gắng thi đấu. Đâm thẳng vào bài gỗ của game thủ Quýt. Quýt mới là người cùng cánh của game thủ BB. Một tên giò treo cánh rồi. Hơi ảo. Con giò của game thủ BB em đâm thẳng xuống 6 giờ không thấy nhà nào. Em đã rẽ sang hướng góc 9 giờ. Bỏ qua nhà của Quýt. Hơi đen. Bài phố vẫn khỏe nguyên. Chưa bị ai động vào. Thôi quay sang Tiểu Bạch Long. 34/60. Đang bắn bãi vàng của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Một bài hit cố gắng sóc châu cung R thôi. Nhưng mà vẫn khó. Có mà có thể nâng được giáp trong tình thế này. Đi sai thôi. Thôi không sao. 2-3 trong C đấu đầu tiên. Nghiêng về cặp đôi đến từ Hà Nội.